tăng cường liên kết giữa các nhà khoa học nước ngoài với các trường đại học, viện khoa học trong nước sẽ là giải pháp căn cơ để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển công nghệ robotics và mechatronics, công nghệ robot cơ điện tử vào nhiều ngành nghề tại Việt Nam. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo Công nghệ Robotics, Mechatronics trong cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức tại Hà Nội. Buổi hội thảo đã quy tụ hàng trăm chuyên gia công nghệ, nhà khoa học người Việt trên khắp thế giới để cùng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức trong nước về cách tiếp cận, giải pháp tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt công nghệ cốt lõi của công nghiệp 4.0 vào quá trình sản xuất vẫn còn rất khiêm tốn. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu lớn nhưng chưa có đủ tiềm lực và định hướng chiến lược trong quá trình đầu tư này. Vì vậy, cần có bước đi cụ thể, phù hợp để đảm bảo đón nhận thành công những cơ hội mà công nghệ robot và cơ điện tử mang lại. Cần có sự liên kết chặt hơn nữa giữa các chuyên gia nước ngoài với trong nước để đưa công nghệ mới, tự động hóa vào quá trình sản xuất công nghệ của Việt Nam.